Cha Babes thể hiện tình yêu toán học từ rất sớm và đã dành gần như toàn bộ cuộc đời của mình để nghiên cứu về một thiết bị có thể tính toán và lập trình. Thật đáng tiếc là đến cuối đời thì những thiết kế của ông vẫn còn dang dở. Tuy nhiên, nó đặt nền móng quan trọng cho sự ra đời của máy tính hiện đại. Chính vì vậy, ông được xem là cha đẻ của khoa học máy tính. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Cha Babes, cha đẻ máy tính hiện đại và giấc mơ khoa học còn dang dở. Làm việc như một nhà toán học ở tuổi đôi mươi. Ngày và nơi sinh của Charles Babbage chưa được xác định rõ. Theo từ điển Oxford thì Charles sinh tại Walworth Road, London, Anh. Ngày sinh của ông được ghi trong cáo phó và trong sổ đăng ký của giáo xứ là ngày 26 tháng 12 năm 1792. Tuy nhiên, theo người cháu trai thì Babbage được sinh ra một năm trước đó, tức năm 1791. Bố của ông là Benjamin Babbage, làm việc trong lĩnh vực ngân hàng. Babbage có 3 người anh em. Tuy nhiên, hai trong số đó đã mất khi còn nhỏ, chỉ còn lại em gái là Marianne. Charles Babbage là con trai duy nhất nên được gia đình tạo điều kiện cho học ở những ngôi trường tốt nhất. Năm 8 tuổi, Babbage được gửi đến một trường nông thôn ở Affington, gần Exeter, để phục hồi sau cơn sốt đe dọa tính mạng. Trong một thời gian ngắn, ông theo học trường ngữ pháp King Edward VI ở Tonnes, South Devon. Sau đó, vì sức khỏe không đảm bảo, gia đình phải thuê gia sư dạy riêng. Tiếp đó, Babbage được gia nhập học viện Homewood, 30 sinh viên ở phố Baker, Enfield, Middlesex. Ở đây có một thư viện giúp khơi gợi tình yêu toán học của ông. Sau những nỗ lực không ngờ nghỉ, cộng với điều kiện thuận lợi mà gia đình đã xây dựng, ở tuổi 17, Babbage sớm đạt được trình độ kinh điển và đủ điều kiện để được học tại Cambridge. Tháng 10 năm 1810, Babbage đến Trinity College. Ông tự tìm hiểu một số phần của toán học đương đại và thất vọng về các hướng dẫn toán học tiêu chuẩn có sẵn tại trường đại học. Thế là 2 năm sau đó, Babbage cùng một số người bạn của mình thành lập hội phân tích. Đồng thời, ông cũng quyết định chuyển đến trường Peterhouse, vẫn thuộc Đại học Cambridge, để tiếp tục con đường học vấn. Trong thời gian học tại Peterhouse, Babbage được biết đến là nhà toán học hàng đầu. Năm 1814, ông nhận văn bằng mà không cần thực hiện bài kiểm tra. Cùng năm tốt nghiệp, Babbage kết hôn với Georgiana Whitmore tại Temple. Họ có với nhau 8 đứa con, nhưng chỉ có 3 người con sống đến tuổi trưởng thành. Sau khi tốt nghiệp Peterhouse, Babbage trở thành một giảng viên về thiên văn học tại Viện Hoàng gia. Ở tuổi đôi mươi, Babbage làm việc như một nhà toán học, chủ yếu là tính toán các hàm. 2 năm sau, ông được bầu làm thành viên của Hiệp hội Hoàng gia và đóng vai trò nổi bật trong nền tảng của Hiệp hội Thiên văn học, sau này là Hiệp hội Thiên văn Hoàng gia. Từ năm 1816 đến năm 1820 là khoảng thời gian đầu tiên Babbage có sự quan tâm đối với việc tính toán máy móc. Đây cũng chính là niềm đam mê cho phần đời còn lại của ông. Sự ra đời của chiếc máy tính cơ học đầu tiên. Vào đầu thế kỷ 19, trong lĩnh vực thiên văn học, người ta đã biết thực hiện các phép toán để tính thời gian, thủy triều, dòng chảy, gió, vị trí của mặt trời và mặt trăng, bờ biển và vĩ độ. Những điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong thời đại của Babbage. Tuy nhiên, các bảng tính được thực hiện bằng tay dẫn đến sự nhiều sai sót và chậm trễ, thậm chí gây mất tàu. Thế là với niềm đam mê toán học của mình, Babbage quyết tâm tạo ra một cỗ máy có khả năng tính toán. Một lần tình cờ, ông nhìn thấy hoạt động của khung cửi Jacquard. Nó được điều khiển dựa trên những tấm thẻ đục lỗ. Babbage nghĩ rằng mình cũng có thể tạo ra một chiếc máy có khả năng tính toán cơ học dựa trên cách thức này. Năm 1823, Charles xây dựng nguyên mẫu cho chiếc máy tính của mình. Ông mô tả rằng cỗ máy sẽ lập bảng tính toán lên đến 20 chữ số thập phân. Tiềm năng to lớn của dự án đã thu hút sự tài trợ của chính phủ nước Anh. Năm 1827, vợ, cha và 2 người con của Babbage qua đời. Ông thừa kế bất động sản trị giá 100.000 bảng Anh từ cha mình. Số tài sản này cùng với số tiền tài trợ từ chính phủ Anh giúp Babbage yên tâm nghiên cứu mà không phải lo lắng về chuyện tiền nong. Thế nhưng khi đã có điều kiện tài chính thuận lợi thì khó khăn trong nghiên cứu của Babbage lại đến từ điều kiện khoa học kỹ thuật lúc bấy giờ. Sau khi tạo ra nguyên mẫu chiếc máy tính cơ học đầu tiên vào năm 1823, Charles Babbage thay đổi kế hoạch và dự định làm một cỗ máy lớn và toàn diện hơn. Ông gọi nó là công cụ phân tích. Với dự án mới này, ông kỳ vọng sẽ làm được nhiều việc hơn ngoài khả năng tính toán số học. Nói một cách dễ hiểu theo hiện nay là máy tính có khả năng lập trình.
cỗ máy phân tích mà Babbage mô tả cũng chính là hình mẫu chiếc máy tính hiện đại. Babbage đã đề xuất rằng máy mới của ông sẽ được nuôi dưỡng bằng thẻ đục lỗ Jakartype. Công cụ phân tích mới này sẽ kết hợp bộ nhớ lưu trữ và dự đoán kỹ thuật để tự động chỉ đạo máy sửa đổi chương trình. Babbage đã dành phần lớn thời gian và tiền bạc của mình để xây dựng công cụ phân tích. Công trình của ông được chính thức công nhận bởi các tổ chức khoa học hàng đầu, thế nhưng điều kiện và trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại đã không đáp ứng được ý tưởng của Babbage. Như vậy, kể từ khi cho ra đời nguyên mẫu của chiếc máy tính cơ học thuần tính toán, đến khi phát triển dự án công cụ phân tích, thì ông vẫn chưa thể cho ra đời chiếc máy tính hoàn thiện nào, và khoảng thời gian này kéo dài đằng đẵng hơn một thập kỷ. Vì thế, chính phủ Anh đã quyết định là sẽ dừng tài trợ. Chờ đợi, bế tắc và hụt hẫng, dự án này đã kết thúc vào năm 1842. Tuy vậy, ông vẫn dành toàn bộ thời gian và tiền bạc trong quãng đời còn lại để tiếp tục nghiên cứu và xây dựng dự án này. Bạn đang xem video trên kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên like, ghé thăm kênh mới của nhóm chuyên tổng hợp video về người thành công. Thông tin chi tiết xem bên dưới comment nha các bạn. Cuộc gặp gỡ định mệnh với Ada Lovelace. Trong quá trình phát triển dự án cỗ máy phân tích của Charles Babbage, sẽ thật là thiếu sót nếu không nhắc đến cái tên Ada Lovelace. Bà còn được biết đến với tên gọi là Bá Tước Lovelace. Lịch sử ngành khoa học máy tính ghi nhận, bà là lập trình viên đầu tiên cho máy tính. Ada là con gái của Lord Byron, một trong những nhà thơ nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất nước Anh mọi thời đại. Vào năm 1833, khi Ada Lovelace được 17 tuổi, bà đã gặp Charles Babbage trong một bữa tiệc hoành tráng với rất nhiều nhân vật quan trọng trong xã hội ở London. Babbage lúc này 40 tuổi, đang hào hứng nói về việc phát minh một thiết bị có khả năng thực hiện những phép tính phức tạp. Nó có các bánh răng cơ khí, được đánh số, có thể thực hiện các phép tính với kết quả đáng tin cậy. Ada Lovelace bị bản mẫu của một chiếc máy chưa hoàn chỉnh hấp dẫn. Sau cuộc gặp đó, bà đã viết thư cho Babbage về các tiềm năng của chiếc máy này và nghiên cứu toán học của riêng bà. Còn Babbage thì nói về những kế hoạch của ông. Họ trao đổi thư từ qua lại suốt gần 15 năm. Thời gian của Babbage bắt đầu một dự án mới có tên là công cụ phân tích. Lovelace đóng vai trò thông dịch chính của ông. Sau khi Babbage nhờ nhà toán học Luigi Federico viết cho mình một bài báo về công cụ phân tích đăng trên tạp chí Hàn Lâm của Thụy Sĩ vào tháng 10 năm 1842, Lovelace đã dịch bài báo sang tiếng Pháp. Đồng thời, bà đã thêm vào đó những ghi chú của mình. Bài dịch của Lovelace dài gấp 3 lần chiều dài của bài viết ban đầu. Nhờ đó, người đọc có thể chạm đến gần như toàn bộ những câu hỏi khó khăn và trừu tượng nhất. Bản dịch của Lovelace được xuất bản năm 1843 và được coi là một cột mốc quan trọng trong ngành khoa học máy tính. Nội dung bài dịch mô tả rất rõ ràng cách thiết bị của Babbage hoạt động và liên tưởng tới máy dệt Jacquard để giải thích nguyên lý của nó. Đó chính là tạo ra hình ảnh từ các thẻ đục lỗ và dùng các bánh răng để dệt nên phương trình đại số. Có thể nói, chính Ada Lovelace đã tạo nên sức sống cho mẫu hình đầu tiên của chiếc máy tính hiện đại, dù bà không phải là người phát minh ra nó. Ra đi khi dự án còn dang dở. Chiếc máy tính cơ học đầu tiên và cỗ máy phân tích đã không thể hoàn tất khi Charles Babbage qua đời tại nhà riêng ở London vào ngày 18 tháng 10 năm 1871. Vào những năm tháng cuối đời, ông phải sống trong cảnh thất vọng và chán nản. Tuy nhiên, người ta vẫn công nhận Charles Babbage là cha đẻ của máy tính. Nguyên nhân là thiết kế của ông có đầu vào dữ liệu là các con số, bộ nhớ, bộ xử lý và đầu ra là một máy in. Những điều này giống với các thành phần cơ bản ở máy tính ngày nay. Thực tế, việc Charles Babbage dành gần như cả đời mình để phát minh ra máy vi tính nhưng không thể hoàn thành được tham vọng không có gì bất ngờ. Bởi cỗ máy của ông cần tới hàng chục ngàn bánh răng được chế tạo chính xác. Nó nặng 8 tấn và cao 3 mét. Nói một cách dễ hiểu thì cỗ máy mà Babbage thiết kế giống như một chiếc đồng hồ cơ học Thụy Sĩ nhưng to gấp ngàn lần về kích thước, tham vọng và độ phức tạp. Sau cái chết của Charles Babbage, con trai ông là Henry tiếp tục công trình nghiên cứu dở dang. Tuy nhiên cũng giống như cha mình, Henry đã không thể xây dựng một cỗ máy hoàn toàn hoạt động. Đến năm 1991, Dorrance Wade đã xây dựng thành công phiên bản hiện đại cỗ máy phân tích của Babbage. Ông là người phụ trách tại Bảo tàng Khoa học London. Cỗ máy mà Dorrance Wade xây dựng chính xác đến 31 chữ số, nó có 4.000 phụ tùng và nặng hơn 3 tấn. Nhìn nhận về phát minh của Charles Babbage, ông Dorrance Wade cho biết,
Cỗ máy phân tích của Babbage đã đánh dấu sự chuyển đổi cơ bản từ tính toán sang điện toán, từ việc tính toán số học cơ khí hóa sang tính toán đa năng lập trình. Đồng thời, cách mà Babbage tách bộ nhớ khỏi bộ xử lý đã dự đoán trước được mô hình hệ thống của nhà khoa học Von Neumann. Mô hình này từng thống trị các kiến trúc máy tính trong kỷ nguyên điện tử. Bên cạnh đó, thiết kế máy phân tích của ông Babbage đã được tích hợp hầu hết các tính năng logic cơ bản thường thấy trong một chiếc máy tính điện tử đa năng ngày nay. Những nỗ lực của giới khoa học. Năm 2010, chiến dịch quyên góp tiền để chế tạo cỗ máy phân tích của Charles Babbage được khởi động tại Anh. Người khởi xướng là John Graham Cumming, một lập trình viên mê khoa học. Đây được xem là một trong những nỗ lực đáng trân trọng để hiện thực hóa ước mơ còn nằm trên bản vẽ của người phát minh ra chiếc máy vi tính đầu tiên. Chiến dịch hy vọng tập hợp được 50.000 người ủng hộ và quyên góp $400.000 để khởi động dự án chế tạo máy phân tích. Trong phần giới thiệu chiến dịch, Graham Cumming cho biết, khi đọc sổ ghi chép của Babbage, bạn sẽ thấy rằng đó thực sự là chiếc máy tính đầu tiên. Nó có bộ nhớ dung lượng lớn, một bộ xử lý trung tâm CPU, vi mã, một máy in, một máy vẽ đồ thị và chạy bằng các chương trình ghi trên những thẻ đục lỗ. Kích thước của máy khi chế tạo bằng sắt và đồng ước tính sẽ tương đương chiếc xe tải nhỏ và vận hành bằng hơi nước. Graham Cumming giải thích rằng nhóm của ông cần mô phỏng máy phân tích bằng mô hình không gian 3 chiều, sau đó họ sẽ sửa lỗi để nó trở thành phiên bản thân thiện với mọi người trên thế giới. Ông cho biết, việc chế tạo mô hình máy phân tích ảo có thể giải quyết 95% vấn đề và cho phép các chuyên gia sử dụng máy tính để thiết kế hàng nghìn linh kiện cần thiết để hoàn thiện chiếc máy khổng lồ này. Mặc dù máy móc ngày nay có thể khiến máy phân tích trở nên lỗi thời, nhưng nó vẫn được xem là thiết kế đầu tiên của chiếc máy tính có thể lập trình được để thực hiện nhiều công việc khác nhau. Ông Squid cho rằng, nếu chế tạo thành công, hệ thống máy này sẽ mang đến cho chúng ta nhiều điều bất ngờ. Đến nay, chưa ai lắp ráp hoàn chỉnh máy phân tích, kể cả con trai của Babbage và tiến sĩ Squid, người đã chế tạo các linh kiện cho nó. Chiến dịch lắp ráp máy phân tích mang tên Đồ án 28 đã thu hút hơn 1.600 người, cam kết là sẽ đóng góp vào quỹ tính đến năm 2010. Tuy nhiên, còn rất nhiều việc phải làm trước khi dự án gây quỹ hoàn thành. Đầu tiên là phải số hóa được bản thiết kế nằm trong bộ sưu tập sổ tay của cha Babbage, hiện đang được lưu giữ ở Bảo tàng London. Ngoài ra, cần có một nhà thiết kế tài giỏi có thể đọc được và giải mã được những thuật ngữ của ông. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên là hãy nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.